Công an huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Xuân Hưng. Xã miền núi Xuân Hưng có gần 30.000 nhân khẩu. Toàn xã có trên 30 cơ sở kinh doanh gạch và trang trại chăn nuôi đã thu hút hơn 2.000 lao động ngoại tỉnh đến sinh sống. Ngoài ra còn hơn 300 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa được xóa án tích. Trên địa bàn xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, trộm cắp, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc. Trước tình hình đó, công an huyện đã cử lực lượng xuống xã Xuân Hưng trực tiếp tham gia công tác phòng chống tội phạm tại địa phương. Nên chỉ sau một thời gian ra quân, tình hình an ninh trật tự ở xã Xuân Hưng đã ổn định, các vụ phạm pháp hình sự kéo giảm đáng kể. Dịp này, công an huyện cũng đã triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại thị trấn Gia Rây, phấn đấu đạt các chỉ tiêu giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, không có biểu hiện hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động theo xã hội đen và không có hoạt động cho dây tín dụng đen.